Nam Mô A Di Đà Phật, một cầu răng sứ 6 đơn vị y. Răng cửa hầm trên của một anh thiện nhân khoảng hơn 40 tuổi sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Răng thật của chúng ta vẫn là quý nhất. Phòng bệnh hơn chữa bệnh sẽ phải là vàng. Nhưng khi răng của chúng ta đã bị hư sâu bể các trục trặc thì chúng ta phải chữa bằng cách chám lại, rồi nếu sâu nặng thì phải chữa tủy, rồi khi răng thật đã không còn giữ được nữa thì mới phải nhổ, rồi khi đã nhổ mất đi răng thật của chúng ta thì chúng ta phải phục hình lại càng sớm càng tốt. Chức năng ăn nhai, chức năng phát âm, chức năng thẩm mỹ, bất ăn tăng thọ, bất mặc tăng phước, bất ngủ tăng lộc, tiết thực thuần thực vật thuận theo tự nhiên là phúc, không thắc sanh thịt muôn loài. Ăn uống được theo phương pháp thực dưỡng là tốt nhất. Sức khỏe và có hại cho răng miệng nhất nói riêng và sức khỏe nói chung. Bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, vân vân. Mình cầu cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống.